M gồm arginic và hai amino đơn chất mà thở. XY là đồng đẳng kế tiếp, trong đó MY nhỏ MZ. Đốt cháy hoàn toàn lượng M, một lượng M thì cần dùng 0,4685 mol khí oxy, thu được 0,25 mol CO2 và gì nữa con? Và X monitor. Thì nó bắt mình tính xác định thức phân tử của X và tính giá trị X nhỏ. Rồi, tức là phải lập công thức của hai amin đó đó. Còn công thức ăn cay có hay không mà kệ. Đúng không? Đúng không? Bây giờ cái công thức của ăn cay là gì con? NH2N. Rồi, công thức của amino nhất là gì? CMH2M. Không. Cộng 1NH2. Công thức trung bình. Rồi. Đồng ý chưa? Rồi, bây giờ này, nếu về mặt nguyên tắc á, về mặt nguyên tắc là con sẽ có mấy ẩn số? Ẩn thứ nhất là ẩn N này, ẩn thứ nhì là ẩn M này. Ẩn thứ ba là số mol của argan này, ẩn thứ tư là số mol của amin này. Mà thực tế là đề chỉ cho các con có hai số liệu để tính thôi. Đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào mà giải hệ được. Nếu tính nè, nếu tính mà để như bình thường là chúng ta có tới 4 ẩn số lận. Đúng chưa? Ẩn N là 1, ẩn M là 2, ẩn số mol là 3, A, B là 2 số mol. Như vậy, để mà làm dễ dàng chúng ta nên quy đổi. Ok chưa? Ở đây có hai cách quy đổi. Một á, là các con sẽ quy đổi nó về thành... Một là các con sẽ quy đổi nó về thành... thành ancan. Thì trừ bớt hydro đi. Nhưng mà cô không thích quy đổi về ancan thế. Tất cả cô được quy đổi về thành ancan. Cô quy đổi về thành ancan. Vậy là từ cái hỗn hợp M như cô sẽ quy đổi cái hỗn hợp M thành cái gì đây? Quy đổi về thành ancan đúng không? Quy đổi về thành ancan thì cuối cùng là quy đổi về thành cái chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng ancan. Đó, đầu tiên là quy đổi qua ancan này và nhóm NH3 này, yeah. Nhớ là cái ancan quy đổi là bằng tổng số mol của hỗn hợp nè. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục quy đổi một lần nữa là thành cái chất đầu tiên giải đồng đẳng ancan là C2H, H4 này, nhóm CH2 này và NH3. Nhớ rằng nếu số mol của ancan mà là A mol, số mol ancan là A mol, số mol của hai cái amin nhớ lại là B mol, thì cái ăn chàng CH4 này là sẽ bằng tổng A cộng B này. Mới ra. Còn cái nhóm NH2 là bằng B này. Ok. Rồi đốt trái đưa sang nè, viết cho về đốt trái. CH4 lên bảng viết cho sang nè. Trời ơi, không biết làm sao biết. Rồi CH2 nè. Rồi tiếp tục NH3. Đấy là nhân tố NH2 quy đổi mà nitơ trong amin là đốt cháy thành oxy với nitơ là thành nitơ với nước đó. Rồi số mol của CH4 là A cộng B. Để cho oxy đúng không?
thứ hai em biết đặt là xe, xe máy. Câu hai thứ hai, mở ba là B thì oxy là mấy B đó, không có bị làm B. CH2 đặt là C, oxy là 1,5 C. Rồi B trái gì hả? À, không cho số mol nitơ là ít mol nha. Chúng ta số mol nitơ là ít mol, nitơ mà là ít mol là mình phải tính cái chỗ số mol nữa ba. Ờ mà đốt cháy nữa ba là chính là cái ra cái nitơ, nitơ nó chính là ít á, mà mình phải tính cho được ra cái đê bằng nhiêu, đúng không? Mình tính về cái đê rồi lập chương trình nào, là số mol oxy là 3A cộng 3B cộng 0,75B cộng 1,5C bằng mấy ra quên nè, 0,46875 CO2 là 0,25, CO2 là bằng 2A B. D. Bằng 0,25. Mình phải tính được cái B ra bao nhiêu thì mình trả lời biết nè. Mình phải tính được cái B là bao nhiêu. Sao tính được B mà. Thấy không? Đây là 3A cộng 3B cộng 1,5C. Ok chưa? Cộng 0,75B thì bằng 0,46875. Mà dưới là 2A cộng 2B cộng C bằng 0,25. Cái phương trình dưới cô nhân 1,5 lần lên. Mà cô có 3A cộng 3B cộng 2C cộng 1,5C. Nhân phải đủ lên 0,25 nhân 1,5. Số lượng dưới á, cô nhân thêm 1,5 lên là 3A cộng 3B cộng 1,5C là bằng 0,25 nhân 1,5. 0,25 nhân 1,5 là ra mấy không? 0,375. Rồi cái cục ở dưới đây mình thấy lên trên được chưa? Mà tính được cái B không? Rồi từ đây suy ra B là mấy? Mục tiêu mình là mình phải đi tính cái ít, mà ít chính là cái lượng nitơ thoát ra là chính là cái B, phải liên quan đến cái B trong phương trình phản ứng cháy nữa ba. Mình chỉ có bên tạo ra nitơ, tạo ra cái nitơ thôi mà. Ở đó B là mấy ra? Với 12 à? Không, 25. Có B không có 25, tính ra ít nữa. Ít là bằng 0,5B. Số monitor ấy. Rồi. Có 2 đáp án 0 với 0,6 hay 5. Đúng A hoặc đúng C. Tụi mình mới tính được ít thôi, còn cái công thức nữa, giờ mình đang tính công thức đây.
Rồi số môn của amin mình biết rồi. Số môn của hai amin là mình biết rồi, 0,125 môn. Rồi. Số môn của hai amin là biết. Đây. Giờ. Mà như vậy là cái số môn CO2 do hai amin sinh ra là nó phải nhỏ hơn 0,25. Đúng không? Thế đó số carbon trung bình của hai amin là nó sẽ bằng là gì? Bằng số mol CO2 do hai amin tạo ra chia cho số mol của hai amin. Mà số mol CO2 do hai amin tạo ra là nhỏ 0,25, vậy đây là 0,25 chia số mol của hai amin là 0,125. Vậy từ đó chúng ta suy ra là số carbon trung bình của hai amin bé hai là như bé hai là ví dụ một phích mấy hay là không phích mấy, nhưng mà amin nhé phải có ít nhất một C, đúng không? Amin phải có ít nhất một C, như vậy chắc chắn là cái số carbon trung bình ấy là nó sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Tức là amin có ít nhất 1 C là số carbon trung bình lớn hơn 1 được. Lớn nhỏ 1 được. Lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Mà cái số carbon trung bình nhỏ hơn 2 và lớn hơn 1 thì cô suy ra trong 2 amin đó, có amin chỉ có 1 carbon. Mà amin chỉ có 1 carbon là anh chàng xếp 3 nữa 2. Đơn chức amin no đơn chức, vì đề cho amin no đơn chức mà hai amin là đồng đẳng kế tiếp, amin là đồng đẳng kế tiếp, nên từ đó cô suy ra amin còn lại C2H5NH2, tức là C2H7N đó. Vậy cô trả lời luôn, vậy amin y là CH5N, còn amin z là C2H7N.